Rồi, chào các bạn nha. Lâu quá mình không có đi ra ngoài khu đất hoang nè. Bây giờ mình đi ra thì vào mùa khô các bạn, cá nó mắc cạn nè. Quá trời cá luôn. Cái vũng này cá nó ụt, cá tép. Đây con cá mè dinh nè. Đây này có con cá phi nè. Cá này còn ăn được. Quá trời luôn. Tép rồng này. Quá trời tép luôn. Tép rồng. Cá. Nếu cò thì nhốt. Cá này, cá chết này. Cá này cá mè dinh, cá dảnh. Cá này cũng chết luôn trời, uống ha. Ui, cá yêu, vì cá nó buồn. Vì nó có hàng luôn. Ui, cá rô không vậy? Rô có sạc. Sạc bắt gì vậy? Chú con lỗ đó một con hay gì đó. Chú kiếm mắt cá bự đi. Quá trời cá luôn. Đây các bạn, mình đi tới đây này có rất nhiều dấu giò bò này các bạn. Mình thấy có cá nó nằm đây, cá ở đây nó phóng qua. Nằm đây chết con cá lóc nè. Đây con này. Đang con nè. Đâu con nè. Em nó nhắc luôn nổ. Đây đang con. À, đây hai con. Bắt con này lên đi, chết khô rồi. Chết khô rồi. Bắt con này luôn. Cái con này sống. Cái con này cũng chết quá. Cứng đơ luôn rồi. Tối sao không bắt. Tối nó đâu có đâu. Sao nó tử thi vong sao sớm quá vậy? Đó. Cái giò bò này sát cái mé này, mé nước này nè. Trời nắng á. Là cá lóc nó nhảy ra. Nhảy vô nó mắc mấy dấu giò bò này các bạn. Hôm nay đi bắt cá lóc, cá cạn cho các bạn xem chơi. Sau vậy chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn nha trong các clip sau.